là cơ thể mình tốt mỡ, là khi nếu ví dụ như là tập bụng đi chẳng hạn thì cái cơ, cái khúc bụng của mình phải có cơ, tại vì cardio thì cũng nghiêng về hệ hô hấp là nhiều hơn. Còn khi mà bụng mà có cơ nó sẽ đốt mỡ, nó sẽ đốt mỡ cách nhanh nhất, nên là việc tập bụng trong việc tập để nó lên cơ bắp thì sẽ đốt mỡ rất là nhanh hơn. Tức là cái chỗ nào mà cơ nhiều hay đốt mỡ nhiều hơn hả? Dạ giống kiểu mình tập bụng thì mình phải có, mình muốn có cơ bụng mình phải tập bụng thì nó mới giảm được cái phần mỡ bụng đó. Còn nếu chỉ có cardio không thôi thì nó sẽ, hay là chỉ có ăn kiêng không thì nó cũng sẽ không có giảm được mỡ. Rồi Duyên thấy sao? Duy nghĩ là cơ thể đốt mỡ khi mà nó sản sinh ra năng lượng đi qua máu này nọ kia. Ok, thì cơ thể mình toàn bộ người ta hay gọi là đốt mỡ, nhưng mà không thể nào cầm cái hột quẹt đốt vô người mình đốt mỡ, cái đó không đúng, mà nó sẽ chạy bằng toàn bộ bằng các cái hormone và enzyme. Có hình dung được hormone và enzyme nó là cái gì không? Hồi đó có học không? Còn nhớ gì không? Không. Rồi. Thì hormone và enzyme ở đây. Đây, ở đây những cái tuyến nội tiết nè. Nó sẽ có những cái tuyến nội tiết trên cơ thể nó tiết ra những cái hormone, secret hormone, đây là tức tạo ra những hormone đưa vào trong dòng máu trong cơ thể, bloodstream, relay nè, into bloodstream. Bloodstream tức là giống như nó có một cái nhà máy nó sản xuất cái hormone đó, cái hormone đó sẽ gửi tín hiệu bằng gửi tín hiệu đến cho cơ thể muốn làm cái gì đó, ví dụ là vui buồn gì đó, đói hoặc là không đói hoặc là giận dữ gì đó, đều là do hormone quyết định. Và nó vận chuyển bằng cách nào, ví dụ trên não đưa một cái hóc sản sinh một cái hóc môn thì nó phải đưa vào máu, máu truyền đến nơi những cái bộ phận khác thì nó mới kích hoạt lên để phản ứng lại với cái hóc môn đó. Thì hóc môn mình có thể hiểu nôm na giống như là một cái công tắc trên cơ thể vậy đó, nếu không có hóc môn hoạt động thì cơ thể mình sẽ bị rối loạn, mình sẽ không làm được gì hết, không có kiểm soát được gì hết. Đây ở đây có ghi rõ nè, nó có tham gia rất nhiều variety, rất nhiều chức năng của cơ thể. Rồi, nó bao gồm cả kiểm soát mood. Mood này là gì đây? Điều khiển mood. Điều khiển mood là cái gì, Nhật? Như chuyện trạng thái Mood mình cảm hay xúc. nói tụt mood, lên mood, tụt mood. Thì nó là do hormone quyết định hết đó. Tâm trạng, đúng rồi. Đó. Nên có bao giờ thấy cái chuyện mà ăn đồ ngọt vô vui hơn không? Ăn đồ ngọt cái tiện Có ăn đồ ngọt cảm thấy như tăng động lên. thấy hạnh phúc lên liền, thấy vui liền. Thì đó, khi mà mình ăn đồ ngọt mình đưa đường vô cơ thể thì nó sản sinh, nó chuyển hóa một hồi, nó tạo cho cái tâm trạng mình vui hơn. Đó là do những cái hormone đó nó phản ứng lại so với cái chuyện mình ăn đồ ngọt. Rồi nó ảnh hưởng gì nữa? Nó giúp phát triển nè, grow, phát triển, development thì cũng tương tự. Grow đây phát triển tức là lớn lên á. Development thì đối với người trưởng thành thì phát triển thêm, giống như người người không tập và người tập nó sẽ có những cái thay đổi. Rồi những cái chức năng về tế bào mô mềm, rồi nó có tham gia vào chuyển hóa, cái chuyển hóa này quan trọng nè. Rồi và cái hệ thống này nó có những cái cơ quan chủ đạo, cơ quan chủ để nó tiết ra hormone được biết đến gọi là tuyến nội tiết, gland. Gland là những tuyến nội tiết hay dịch cho tiếng Việt là vậy. Rồi nó sẽ gửi những tín hiệu hóa học, tín hiệu hóa học đó là hormone đó, đến những cái receptor trên cái tế bào của mình, những receptor, để chút hồi mình sẽ có những ví dụ gì đó để dễ hiểu hơn. Rồi nó đi xuyên suốt, nó travel through xuyên suốt hết dòng máu để cứ gửi và nhận, gửi nhận các tín hiệu đó liên tục. Cơ thể mình đang ngồi không vậy mà cũng nó đang gửi qua nhận, gửi nhận liên tục vậy đó. Rồi ok, rồi nó còn đảm bảo mỗi hormone, đây đảm bảo việc mỗi hormone, mỗi một hormone tiết ra sẽ có mối quan hệ và cái mục tiêu cụ thể lên từng cái tế bào và lên từng cái chức năng. Giống như cái chuyện ăn đường, ví dụ nói nãy ăn đường thì nó vui, thì chứ không có ai ăn đường xong cái buồn hết đó. Thì nó tức là nó có cái giống như một cái lập trình rồi, ăn đường vô tự động vui đó.
Thì nhiều người giống như buồn quá, thất tình, ngồi ăn kem, chẳng hạn, trên phim đó. Rồi, đặc biệt đây, đặc biệt special routine có vai trò quan trọng. Bài này có nghĩa là gì quên mất tiêu. Bài trói buộc à, routine có chức năng gọi là kháng khích với cái việc tạo hormone và vận chuyển điều khiển các số lượng hormone đó trong cơ thể. Ok, thì từ cái việc này nói lên cái gì? Những có những người ăn chế độ ăn chay hoặc là không ăn thịt có ảnh hưởng gì đến cơ thể? Nhật ăn kiêng giảm cân giờ không ăn đạm. Không ăn đạm luôn hả? Ví dụ để mình đem ví dụ những người ví dụ không ăn đạm hoặc là không ăn đủ đạm thì sao? Bị mất cơ. Ừ, mất cơ là một phần mà tại sao nó mất cơ? À, không ăn đủ đạm bị đói. Bị đói. Rồi, rối loạn hormone. Ok, rối loạn hormone có thể hiểu đúng. Ok rồi Nhật, ví dụ À, không ăn đạm thì sao? nếu mà em nghĩ không ăn đạm thì cơ bắp của mình nó sẽ cảm thấy rất là yếu đi, vì nó không có, vì khi tập luyện cơ bắp của mình bị tổn thương mà không có gì đắp vô á. À, vậy ví dụ người không tập luyện không ăn đạm thì có ảnh hưởng gì không? Dạ, em nghĩ là không rồi, nhưng mà cái cơ bắp của họ sẽ yếu hơn những người bình thường, nghĩ vậy. Rồi, giống như ở đây mình biết là đạm đối với người tập luyện đó là cần thiết để mà xây dựng cơ bắp, là nơi để tích trữ lại. Thật ra cơ thể mình nó không có hiểu là cái chuyện nó xây cơ bắp bự lên làm gì đó. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện nó lưu vô cơ bắp để nó là do mình tập nó bị tổn thương, nó gửi tín hiệu về à, nay cơ bị đau, phải phục hồi, phải trữ lại năng lượng, trữ lại protein ở đó để cho nó sửa chữa, để cho nó trữ trong cơ thể, thì nó mới lấy nguồn đạm từ thức ăn mình, nó đắp vô cơ, đắp vô cơ. Vậy những người mà có tập mà không tập mà theo chế độ ăn chay đi, ăn chay không hề có đạm trong đó, thì nó người ta mình có thể hiểu nôm na gọi là đang tự ăn thịt mình, đang tự ăn bản thân mình, nó sẽ không có lợi ích tốt cho cơ thể. Tại vì dù mình có tập hay không tập thì những cái protein đó nó vẫn sẽ chuyển hóa thành hormone. Cái hormone để làm cái gì? Để nó vận chuyển những cái tín hiệu trong cơ thể mình, buồn vui rồi phản xạ tỉnh táo buồn ngủ gì đó, nó đều mình có muốn hay không muốn thì protein nó vẫn tham gia vào cái chuyện mà nó sản sinh hormone. Nên cái chuyện cái đầu ra thì lúc nào cũng ra hết, nó tiêu hao protein hết mà mình không nạp vô thì nó lấy từ đâu ra bây giờ? Nó lấy từ cơ. Thì dẫn đến cái chuyện mà nãy nói những người không ăn đủ đạm sẽ yếu hơn so với những người ăn đủ, và nó dẫn đến cái chuyện là khi mà cái lượng protein nó thấp quá nó ảnh hưởng luôn đến cái chuyện sản sinh hormone, thì có những hormone nó sẽ không đủ để sản sinh, nó gây ra rối loạn trong cơ thể, thì từ đó nó dẫn đến những cái bệnh lý. Rồi nên rồi ok, vậy nếu không ăn cơm có ảnh hưởng gì không? Mình sẽ thiếu năng lượng, tại cơm giống tinh bột nó sẽ cung cấp năng lượng trong một ngày với mình, với lại nó sẽ cung cấp được cái hoạt động năng lượng tích cực lên não. À, rồi, Duyên nói đi. Không ăn tinh bột chúng ta cũng sẽ bị bón, Bị và bón. cơ thể mình não dùng tinh bột để hoạt động. Ok. Rồi, rồi những cái tuyến nội tiết, hệ thống nội tiết này nó chịu trách nhiệm cho rất nhiều chức năng khác nhau của cơ thể, bao gồm giữ ổn định. Đây câu này quan trọng nè. Stabilize. Cái gì mà stabilize là nên lưu ý giữ ổn định cho môi trường bên trong của cơ thể. Thì nó có một cái gọi là đây coi. Đây nó có ví dụ giữ môi trường bên trong của cơ thể ổn định giống như là cái thermostat là cái gì? Có ai biết cái từ thermostat này là cái gì không? Thermostat. Thầy không giỏi tiếng Anh đó. Nhưng mà nguyên một bài toàn tiếng Anh luôn. Thermostat à, máy điều nhiệt à, người ta nôm na nó cái việc mà cơ thể phản hồi bằng cái những hormone đó nó giữ ổn định cho môi trường bên trong giống như một cái máy điều nhiệt, cái máy máy lạnh của mình. Thật ra nó có chế độ nóng nóng và lạnh để nó cân bằng nhiệt trong một cái phòng.
Thì mình có, đó giờ mình có nghe cái gọi là cân bằng nội môi chưa? Cân bằng nội môi. Giống homeostasis đó hả? Ờ, đúng rồi. Nói thử đi, homeostasis là gì? Là cái cân bằng những cái hoạt động với nhau, giống như ví dụ trời nóng thì cơ thể sẽ tự tiết ra mồ hôi để cân bằng lại. Ừ, đúng rồi. Thì cơ thể mình luôn đưa về trạng thái homeostasis. Thì nó chứng minh cái chuyện là mình ăn uống hoặc là mình tập mình làm gì đó, cơ thể nó cũng chỉ sẽ đưa về homeostasis thôi. Nên cái chuyện mà mình ví dụ muốn tập, muốn lên cơ mà cái bắt đầu có tiền ăn nhiều đạm quá, ăn nhiều đạm vô thì nó đi đâu? Nó có ăn nãy mình nói không ăn đạm nó có ảnh hưởng gì, bây giờ ăn nhiều đạm quá ảnh hưởng gì? Ăn nhiều đạm quá thì sao? Be good. Be good. Rồi. Be good. Gì nữa? Nhật, có ý kiến không? Dạ. Ăn nhiều đạm quá hay Dạ. sao? Em cũng lúc anh đặt câu hỏi này em cũng bắt đầu cũng suy luận câu hỏi này. À. Đây. Ăn ăn nhiều đạm quá. Be good hả ca? Cũng có liên quan một phần đến cái việc đạm đó, nhưng nó không phải là cái chính. Men gan cao, men gan cao cái này chưa biết. Men gan cao, men gan cao là giống như ăn xong bị nổi mụn đó hả? Xài quay rồi bị nổi mụn đó hả? Cái đó không có hợp lý lắm. Rồi ăn nhiều đạm quá thì cơ nó không, nó sẽ không thể vô cơ hết. Thì không vô cơ hết nó đi đâu? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì sao? Tốn tiền. Cái đầu tiên trước mắt nhìn thấy là tốn tiền, đạm không có rẻ. Nên cái chuyện mình ăn nạp quá nhiều thì là mình đang uổng phí, tại vì cơ thể chỉ lấy cái phần nó cần thôi, còn nó không cần thì nó sẽ đẩy ra ngoài, thì nó làm nặng cho hệ tiêu hóa của mình thêm và nó phí tiền. Nên đó là lý do tại sao khi mà mình có một cái thói quen ăn uống cố định và tập luyện ổn định á, mình nên tính coi một ngày mình nên ăn bao nhiêu đạm. Thì đó là lý do tại sao mình nên tính để mình tối ưu cái việc mình nạp vô, mình tiêu thụ. Mà thật ra cái chuyện mà tính đó nó cũng tương đối thôi. Mỗi người nó có cái mức tiêu hóa hấp thu khác nhau, nên nó không có giống ai giống ai hết. Chỉ là một cái số để mình tính ra tương đối, xong sau đó từ đó mình điều chỉnh cho nó phù hợp với mỗi bản thân mỗi người thôi. Ok. Rồi. Nói nôm na là cái gì nhiều cũng không tốt, ít cũng không tốt, vừa đủ là đủ là tốt nhất. Hormone được sản xuất bởi những cái hệ thống nội tiết đây quan trọng ảnh hưởng đến chức năng cơ thể người, bao gồm luôn cả cái việc mà co cơ nè, kích thích protein, đồng chuyển hóa chất béo, hệ thống enzyme, rồi mối quan hệ đến phát triển chuyển hóa trao đổi chất. Rồi ok, bây giờ đây là cái những cái tuyến nội tiết mà nãy giờ mình nói nè. Cái đầu tiên là tuyến yên trên đầu, trong não. Đây là tuyến giáp, mỗi cái nó sẽ có chức năng riêng ha. Tuyến đây adrenal là tuyến thượng thận. Pancreas là tuyến tuyến tụy. Còn phần này là của nữ, của nam. Trong buồng trứng và trong tinh hoàn. Rồi. Vậy bây giờ đi vào những cái hormone cơ bản nhất. Insulin, ai biết gì về insulin? Insulin làm gì trong cơ thể mình? Nói thử vai trò của insulin. Insulin là ổn định đường huyết. Ok, ổn định đường huyết. Glucagon là cái gì? Ai biết không? Không. Không. Không biết glucagon, biết insulin mà không biết glucagon. Rồi, Nhật biết cái gì không Nhật? Dạ, em cũng không ạ. Không, ok. Insulin và glucagon đều là chức năng giữ ổn định đường huyết. Nó lại, cả hai thằng này đều là chức năng ổn định đường huyết. Tại sao hai thằng tên khác nhau mà có cùng chức năng? Thì mình sẽ tìm hiểu sâu vô ha. Ở đây có nói carbohydrate, đặc biệt là gluco, đóng vai trò chủ chốt primary energy cho rất nhiều, cho trong suốt hoạt động thể chất. Và đặc biệt nó là cái nguồn năng lượng chủ yếu key source of energy này, và nó là nguồn năng lượng duy nhất cho não, nên
không thể cắt cáp được ha, không thể cắt cáp, cắt cáp là bị ngu đó. Rồi in trong gluco à cái rồi insulin và glucagon này ổn định đường huyết nè, đây gọi là gluco level nè, mức đường huyết trong trong máu á. Và cái chuyện thay đổi mức đường huyết này có, nếu mà thay đổi cao quá mức hoặc thấp quá mức gì kia đều ảnh hưởng nguy hiểm đến cơ thể hết. Đây, extremely dangerous. Nếu đường huyết quá cao hoặc đường huyết quá thấp đều ảnh hưởng đến cơ thể hết ha. À, có thể có ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện và có thể ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch, kiểm soát lượng đường huyết bởi tuyến pancreas, tuyến tụy. Ok, insulin, nói nãy giờ insulin có mối quan hệ đến Duy nói thử insulin tiết ra khi nào? Mình ăn đường vô. Ăn đường vô, rồi. Đúng rồi. Ăn đồ ngọt. Ok, ăn đồ ngọt, những cái mà mình gọi chung là carb, là carbohydrate. Nó sẽ phản ứng với carbohydrate và gluco, đặc biệt là gluco, chuyển hóa gluco trong cơ thể. Đây nó có ghi nè, sau khi hấp thu một bữa ăn, ăn một bữa ăn vô thì cái lượng gluco này trong máu, trong máu, trong dạ dạ trong đường ruột non nè sẽ tăng lên. Hiểu hiểu vậy ha. Khi mình ăn đường vô, ăn tinh bột vô, ăn carb vào, cái mức độ gluco level á, level của đường trong máu á nó nhảy lên. Đây, right in blood glucose nè. Nó nhảy lên cao. Thì nhảy lên cao quá như vậy, nếu mà không có insulin thì sẽ bị gì? Nói thử. Nếu đường nhảy lên tiểu cao. Tiếp theo. Đó, thì sẽ dẫn đến tiểu đường. Đó là nguy cơ tiểu đường. Rồi. Nên phải có sự xuất hiện, nên phải có sự xuất hiện của hàng insulin này mỗi khi lượng đường trong máu tăng cao. Lượng đường trong máu tăng cao lên thì nó báo cho cái pancreas đây nè tín hiệu là phải tiết ra insulin đi. Nó trigger sản sinh ra insulin, giải phóng insulin. Thì insulin này nó đi đến cái tế bào nè, như nãy mình nói nó là công tắc. Thì nó đối với từng tế bào nó như một cái công tắc bấm mở cửa ra, mở cửa tế bào để nó hấp thu cái lượng đường vào tế bào để dự trữ. Ok. Và bên cạnh đó, tại sao mình hay nói giống như kiểu là thời điểm vàng sau khi tập là nên ăn liền đó. Thì vậy nếu mà ăn liền, thời điểm vàng ăn liền vậy, theo quan điểm của mình đi, giờ các bạn nói thử sau khi tập uống whey liền nó khác gì với sau khi tập ăn một bữa liền? Uống whey thì nó kiểu như nó hấp thụ nhanh hơn, mình nhai nó còn phải chuyển hóa đồ ăn mà. Ok. Và trong whey có đường không? Có một trong... chút. Ok. Vậy cái đường đó trong whey làm gì? Tại sao không nó không làm protein thôi mà làm đường, có đường chi? Mấy người mà đang muốn siết khô mà bỏ đường vô chi? Đường cung cấp năng lượng. Vì đường cung cấp năng lượng cho bản thân. Duy nói thử. Có đường thì tuyến tụy nó sẽ tiết ra nhiều insulin hơn, và insulin nó sẽ mở cửa các cái cơ ra thì bắt đầu mới hấp thụ protein vô. Đúng rồi. Cái đó nó hợp lý hơn đó. Thì nó nói giống như nãy mình nói nè, đó là cái giống như cái chìa khóa để mở cửa tế bào. Bây giờ mình ăn một đống đạm vô mà không có đường thì nó đạm nó vẫn nằm trong cái máu của mình thôi, nó đâu đi vô để nó xây dựng cơ, thì đến lúc nó bào đào thải ra hết vậy thôi. Thì đó là lý do tại sao nên có thêm một phần đường, nên đó là lý do tại sao những người ăn kiêng cũng phải cho họ ăn cơm chứ không có cắt cơm, không có cắt cáp. Cắt cáp vậy mình đang cứ kêu họ ăn đạm nhiều vô, ăn đạm nhiều vô, ok họ no thiệt đó, họ có thể nạp calo ít thiệt đó, nhưng mà họ không có lợi ích về việc xây dựng cơ bắp. Có thể họ xuống cân là do họ có thể vừa mất cơ mà vừa ăn ít nữa, cả hai, chứ không phải là do. Còn mình đang muốn là cái muốn gì, họ giảm cân nhưng họ phải mạnh, họ phải khỏe, thì phải cho họ ăn carb vô, ăn tinh bột vô, kèm với đạm nhiều vô, cộng với lại rau, trái cây gì đó, ăn thêm vô. Thì đó lý do tại sao mình nên cân bằng bữa ăn. Ok. Thì khi mà insulin tiết ra vậy rồi đó, nó tưởng tượng lượng đường trong máu khi mình ăn vô nó tăng cao lên ha, tăng cao lên. Rồi insulin tiết ra, bắt đầu nó rút những cái đường gluco trong máu đó, đẩy vào tế bào, thì nó dẫn đến cái chuyện là
cái gluco trong máu hấp xuống. Hiểu cái này chưa? À, giống như nó đã thu hết vô tế bào để nó dự trữ trong đó. Thì khi mà dự trữ vào trong đó, nó drop cái đây nè, drop lượng gluco xuống. Drop in blood glucose level xuống nè. Và cái insulin này nó sẽ trữ đường ở đâu? Trữ đường ở trong gan, trong cơ và ở trong mô mỡ của mình. Đó, nó lấy từ máu trữ lại những chỗ này. Dưới dạng là lycogen, Ok, lycogen. Rồi, bây giờ về glucagon, ai cũng biết insulin rồi. Vậy glucagon, nói nôm na ngược lại, nó là ngược lại của insulin. Vậy có thể hình dung nó là gì? Insulin như thế nào thì nó là ngược lại. Nói Nghĩa thử. là khi lượng bị giống như tụt đường thì glucagon sẽ tự tiết ra đúng không? Đúng rồi, đó. Ví dụ như cơ thể bị bỏ đói, thì nhưng mà cái não mình vẫn cần có đường để hoạt động. Giờ bị cắt tinh bột, đó là lý do tại sao nhiều người cắt tinh bột hàng tháng vẫn sống được, đúng không? Cắt tinh bột thì họ bị quạo thôi, nhưng thật ra họ vẫn sống được mà. Thì lúc này glucagon tiết ra để làm gì? Nó cũng báo tín hiệu cho cơ thể là à, cái lượng đường trong máu thấp quá, giờ phải kiếm đường đâu ra đi. Thì cái đường mà giờ không ăn tinh bột thì đường đâu ra, đoán thử. Mà tinh bột nó nằm trong một cái bao kia, bao bị lỗ. Nhật, alo. Đấy, trong tuyến Dạ. tụy đúng không? À, giờ là câu hỏi là nếu mà không ăn carb thì khi glucagon tiết ra thì cơ thể lấy đường ở đâu ra? Dạ, mình phải nạp từ bên ngoài vô bằng cách uống nước Bây giờ là không ăn ngọt. đường gì hết luôn, cắt hết đường, hết tinh bột luôn. Kêu khách không được ăn tinh bột, chỉ ăn đạm thôi, thì lấy đường ở đâu ra? Khách đang keto đó. Ờ, đó keto thì đường ở đâu ra đây? Wow. Khắc nghiệt với khách Trời. luôn. Cái đó em cũng chưa rõ, em cũng chưa khắc nghiệt gì bao giờ luôn á. Em nghĩ khắc nghiệt như vậy coi như em xỉu luôn á. Rồi, Duyên, hay Duyên là ở đâu ra? Lấy đường đâu ra giờ? Tuyến tị, lại tuyến tị thôi. Không, tuyến tụy là cái nơi mà tiết ra insulin và glucagon, là cái mà phát cái tín hiệu thôi. Đây, nó đưa ra tín hiệu thôi chứ nó không có chứa đường trong đó. Mà nãy trên này có thấy nè, đường storing, đường được dự trữ ở dưới dạng lycogen ở gan và cơ. Thấy chưa cái khúc insulin nè. Thì ngược lại, khi glucagon tiết ra mà người không có đường, chưa có được ăn, bị bỏ đói đi, thì nó lấy đâu? Cũng lấy từ gan, lấy từ cơ ra, trả ngược lại vô máu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó. Đó thì khi mà glucagon tiết ra, lượng đường từ lycogen được phân giải ra lại thành gluco từ cho gan và từ cơ. Nó đưa vào trong máu, nâng mức level của gluco trong máu cao lên để do giữ ở chế độ hemostasis. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu Để rồi, hiểu cơ rồi. thể luôn giữ ở trạng thái cân bằng. Nó cơ thể nó thông minh lắm, nó tự chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại đó. Chừng nào mà dư quá, thiếu quá thì nó bắt đầu nó phải bù trừ sau đó cho nó vừa đủ, cho nó phù hợp. Thì đó lý do khi mà thiếu cáp thì không thể nào có cơ mạnh, cơ đẹp, cơ khỏe được hết. Tại vì nó rút từ cơ ra hết rồi. Hợp lý chưa? Nên ai muốn mạnh hơn, khỏe hơn phải ăn đầy đủ. Đó lý do. Đây, ảnh hưởng nó nói là opposite of the insulin. Rồi. Ở đây một ví dụ, sau sau nhiều giờ ăn thì cái lượng, và có thể cộng với cái chuyện mà mình tập luyện nè, physical activity, cơ thể bắt đầu cạn kiệt, sẽ bắt đầu cạn kiệt lượng gluco máu và drop trong, nó sẽ rớt cái mức level nó xuống. Từ cái việc đó nó trigger cho cái tuyến tụy đó sản sinh ra glucagon. Rồi, khoan, pancreas phải tuyến tụy không, hay nói hồi lộn xộn rồi. Mấy cái tuyến này hay hay bị lộn tiếng tị tiếng y, Tụy. tụy đúng không? Ok, nên quá rồi, tiếng tụy đó. Thì đó là hai cái nó sẽ tương tác qua lại ha, nên người mình có thể bỏ đói nó vẫn sống được, không sao hết. Nên mới có những cái chế độ như keto, những chế độ như là IF, người ta nhịn đói hoặc người ta ăn low carb, ăn ít đường này kia nọ, người ta vẫn có thể tập này kia được hết. Rồi
hiểu về cái chuyện này, thêm một cái mục đích nữa làm cái gì? Tao quên điên rồi. Đây, hiểu về cái này nó ảnh hưởng ảnh hưởng của tập luyện lên insulin và glucagon. Vậy ở đây nó nói nè, hiểu về cái chuyện ảnh hưởng của nó thì khi mình tập luyện tăng lên, gluco hấp thu vào cơ thể cũng sẽ tăng lên. Tại sao? Tại sao tập luyện tăng lên thì gluco hấp thu vào tăng thêm? Rồi ở đây nó còn kết quả là tăng thêm độ nhạy insulin nữa. Có nghe độ nhạy insulin bao giờ chưa? Nghe sơ sơ. Độ nhạy insulin. Nói về độ nhạy insulin thì vậy nói ngược lại, những người không nhạy insulin thì là ai? Ai là những người không nhạy insulin? Những người bị tiểu đường. Đúng rồi, bị tiểu đường không nhạy insulin. Vậy tại sao họ bị không nhạy insulin? Thử hình dung. Rồi, nói đi. Do họ bị xài insulin nhiều quá, tuyến tụy họ làm việc quá mức rồi, hết khả năng sản xuất ra insulin rồi. Có thể nói như vậy, giống như hiểu nôm na, khi mà mình ăn, bình thường mình đói, rồi khi mình ăn vô bắt đầu nó mới sản sinh ra insulin, nó mới sản sinh ra insulin. Nhưng bây giờ mình lúc nào cũng ăn đồ ngọt hết, lúc nào cũng uống nước ngọt, rồi mình dùng tinh bột để uống thứ tà la hết trơn, thì nó cứ tiết insulin, tiết cái hoài. Mà cái gì nó xài nhiều quá, thì đến một lúc nó hiểu là cái mức đường trong máu cao như vậy là một cái mức bình thường. Cơ thể nó luôn học cách thích nghi. Nên khi mà nó không còn giống như bình thường, máu cao thì nó phải tiết insulin đúng không? Bây giờ lượng đường trong máu cao luôn, nó thấy bình thường, nó không thèm tiết nữa. Thì dẫn đến đường trong máu vẫn nằm trong máu, nó không đi vô cơ được, nó không vào cơ thể những cái tế bào được. Thì từ đó mới gọi họ là những người bị giảm độ nhạy insulin. Ok không? Ok. Giảm độ nhạy insulin thì thành ra bị tiểu đường. Đó là lý do những người ăn ngọt sẽ bị tiểu đường. Rồi mà nhạy insulin quá như vậy, giống như tập luyện nó ảnh hưởng đến mức insulin nè và glucagon nè. Vậy những người mà tập, coi nói ngược lại với cái chuyện mà nhiều đường quá ha, thì ít đường quá nó sẽ dẫn đến gì? Tụt đường huyết. Ok. Tụt đường huyết, xỉu. Thật ra tụt đường huyết nguy hiểm hơn nhiều so với tăng đường huyết. Tăng đường huyết thì nó cần thời gian để nó gây bệnh. Còn tụt đường huyết là lên đường rất là nhanh. Nên khi hướng dẫn ai đó hoặc mình tập thì mình phải quan sát những dấu hiệu của tụt đường huyết để tránh những trường hợp không mong muốn. Đây có những cái gì? Run rẩy nè, chóng mặt, đau đầu, thường xuyên đổ mồ hôi và cảm thấy đói, tim đập nhanh là cái nên lưu ý nè, da tái mét. Đó, tại sao tim đập nhanh? Tại vì lượng đường trong máu ít quá, nó không đưa đủ đến các cơ quan, thì bây giờ nó phải đập nhanh lên, nó vận chuyển cái máu chạy nhanh hơn nữa để nó đưa đến những cái cơ quan cần thiết đang cần lượng đường đó. Mà có hiểu chuyện này không? Giống như lượng đường trong máu quá thấp đi. Giống như đang cấp cứu à. Giống như cơ thể mình nó tự đang cấp cứu á. Thì mà cái mức insulin này á, đối nó sẽ rất là dễ bị tụt. Không, nó sẽ sao ta? Nên cái chuyện mà tập buổi sáng mà chưa ăn gì á, nó sẽ không hợp lý. Buổi sáng thì nên tập gọi là cardio nhiều hơn, cardio và tập mức tạ trung bình. Còn tập mức tạ nặng á, thì nên tập buổi chiều, nó sẽ hợp lý hơn khi mà đã có ăn uống rồi. Còn không á thì trước, nếu bữa hôm sau phải tập buổi sáng đi, thì bữa tối hôm trước phải nên ăn một bữa đầy đủ để sáng hôm sau tập, để cái lượng đường huyết nó không bị hạ quá thấp. Hạ quá thấp là mình lên đường á. Ok. Rồi. Đó là nói về insulin và glucagon. Cứ nhớ ha, một cái đưa đường vô tế bào, một cái lôi đường ra, hai cái đó đưa qua đưa lại. Chỉ cần nhớ một cái thôi, còn cái kia suy ngược lại. Rồi, tiếp theo là Enrina. Có ai nghe Enrinaline chưa? Enrinaline làm cái gì? Enrinaline. Chịu. Enrinaline, hoặc gọi chung là nhóm
catecholamine. Catecholamine là nó làm cái gì trong cơ thể? Nó đây, có thể tìm đọc cái fight or flight response. Nó sẽ tạo cho cơ thể cái hiệu ứng chiến đấu hay là bỏ chạy. Để làm cái gì? Khi ví dụ mình gặp những trường hợp nguy hiểm, ví dụ hoặc là như Nhật đi lên sàn chuẩn bị đánh boxing 1-1, hoặc là chuẩn bị đi quýnh lộn, hoặc là bị cái gì nguy hiểm đến mình, thì cái cảm giác nó như thế nào? Diễn tả thử Nhật. Nhật đâu? Tim đập nhanh. Dạ em đây. Rồi, em bị lúc lên dùng cái máy của bạn. Ok. Lúc lên sàn thì cảm giác em như thế nào? Diễn tả thử. Lúc lên sàn chuẩn bị đánh. Lúc lên sàn em cảm thấy lúc nào lên mình cũng cảm thấy hưng phấn và muốn liền cho xong luôn, cho lẹ lên. Mặc dù ví dụ bữa đó mà có mệt đi thì lên vẫn cảm thấy sung đúng không? Chứ khác với lại một buổi tập luyện bình thường. Một buổi tập kiểu mà mình mệt là hết muốn tập. Còn khi mà đánh 1-1 chẳng hạn, hoặc là mình bị chó dí chẳng hạn, ok, là mình tự động không biết đâu có năng lượng chạy đánh ầm, đúng không? Thì đó là cái mà adrenaline này đảm nhiệm vai trò. Đây, hormone sản xuất bởi tuyến thượng thận adrenaline trong những tuyến thượng thận chuẩn bị, đây chức năng của cái hormone adrenaline này là chuẩn bị cho những cái hoạt động về thể chất, activity, body activity nè. Và cụ thể hơn là phản ứng với những cái căng thẳng, phản hồi lại những căng thẳng trên cơ thể. Fight or flight này có nghĩa là gì? Tức là gặp một trường hợp nguy hiểm, ví dụ gặp chó đứng trước mặt chuẩn bị cắn mình, có hai lựa chọn, một là đánh nó, hai là bỏ chạy. Hiểu đơn giản vậy, đó là fight hoặc là flight là bỏ chạy. Ok. Ok. Dạ. Đây mình bấm fight or flight là nó ra cái hình minh họa liền. Sợ hãi và tức giận. Flight. Sợ hãi, tức giận. Đó, một là đánh, còn hai là chạy. Đây, fight or flight. Và cái chuyện mà nó diễn ra vậy rất là nhanh. Giống như là gặp tình huống nguy hiểm, hoặc là giống như chạy xe mà có người mình xém quẹt ta cái là mình né liền, hoặc người nào chạy nhào tới mình thì mình né liền, thì nó phản hồi rất là nhanh, chứ không phải là từ từ, chừng khoảng một vài giây thôi, hoặc là chưa tới một giây là nó đã phản ứng xong rồi. Đó. Thì những cái mà khi mà tuyến này nó tiết ra thì nó có những cái gì? Nó làm tăng nhịp tim nè, tăng nhịp tim, heart rate tăng, và short volume. Short volume này là cái gì? Bạn nào có thể hiểu short volume là gì? Short volume. Tăng glucose. Short volume dịch ra có nghĩa là gì? Volume. Thể tích nhát bóp. Còn heart rate là nhịp tim. Vậy nhịp tim với short volume này khác gì nhau? Đây với bạn đi. Nhịp tim. Cái này nó khác gì nhau? Em thì có ngồi cháy quán đọc không đâu. Duyên, hai này khác gì nhau Duyên? Cái stroke volume giống như là cái sự co bóp của tim. Ừ. Đúng không? Còn heart rate? Heart rate là nhịp tim bình thường thôi. Đập thình thịch. Ok. Heart rate tức là giống như một phút đập được bao nhiêu nhịp. Ok, một phút được bao nhiêu nhịp thì đó là heart rate. Còn stroke volume là một nhịp đó bơm được bao nhiêu máu. Hình dung được không? Giống như là khi cơ thể bình thường nó bơm thể tích máu như đây là đủ. Nhưng khi gặp trường hợp nguy cấp, nguy hiểm, đó lý do tại sao mình cảm thấy mình nhanh hơn, mình mạnh hơn đó, là nó bơm một lần bóp nó tăng lượng máu nhiều hơn, có thể nhiều hơn gấp đôi bình thường chẳng hạn, để mình phản hồi lại, đưa cái phản ứng cho phù hợp, cho nó chạy nhanh hơn chẳng hạn đó. Rồi,
Đây là tăng gluco máu. Đây là lý do tại sao một số bác sĩ sẽ khuyên là mấy người tiểu đường chẳng hạn đừng để họ bị căng thẳng. Tại họ đã tiểu đường rồi mà mình họ bị căng thẳng công việc chẳng hạn, suốt ngày căng thẳng nó suy nghĩ thì cơ thể nó không biết là cơ thể nó không nhận biết là có bị nguy hiểm hay không, nhưng nó chỉ hiểu là nó bị stress hay không stress thôi. Nên những người mà đang bị những cái bệnh mãn tính này kia nọ thì họ phải tìm cách tập luyện để cho tăng độ nhạy insulin chẳng hạn, hoặc là họ phải có lối sống sao giảm cái stress xuống, nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Chứ nếu không nó sẽ cũng dẫn đến nguyên nhân dẫn đến tăng lượng gluco máu lên. Ok. Rồi nó sẽ tăng luôn cái này là gì? Tăng cái việc phân bổ máu đi khắp cơ thể. Giống như bình thường chạy bằng chân tay đánh không nhiều, còn khi mà chạy bị chó dí chạy vung tay mạnh hơn, chân nhạnh mạnh hơn, cơ nhiều cơ kích hoạt nhiều hơn, sải chân rộng hơn chẳng hạn. Rồi bên cạnh đó có mở luôn cái đường thở của mình rộng hơn để mình trao đổi oxy tốt hơn. Trao đổi oxy tốt hơn thì vô máu tốt hơn thì vận hành cái nguyên cái hệ thống cơ thể nó nhanh hơn, mạnh hơn. Ok. Vậy khi mình chạy bộ hay mình hoạt động nhanh giống như mình tập cardio mà nhịp tim mình nó tăng cao lên thì có sao không? Tăng quá không. Cao như là chơi 170 thì có ổn không? 170 cái đó mình phải tính về cái chuyện là nhịp tim tối đa là mình là bao nhiêu. Nhịp tim tối đa mình phải biết tính được cái đó. Được khi thường người ta lấy 220 trừ cho số tuổi thì sẽ ra nhịp tim tối đa. Nhịp tim tối đa đó thì mình coi cái 170 đó làm bao nhiêu phần trăm của cái nhịp tim tối đa. Thì thật ra không có ai mà chạy tới 100% hay là 101% đâu, chạy tới là đứt luôn à. Thường người ta sẽ chạy khoảng chừng 70-80 là nhiều rồi. Trừ những người mà chạy 100m chạy đua á, thì khi mà họ chạy đua 100m như vậy đó thì bản thân họ đã tăng adrenaline lên rồi, họ mới tăng họ chạy được. Là do cái tình huống của bên ngoài tác động lên cơ thể mình và cơ thể mình phản hồi lại với cái tình huống đó. Còn cái chuyện mình đang tập luyện bình thường, thông thường, đâu không có gì nguy hiểm hết thì cơ thể mình nó vẫn bình thường. Nó không, nó sẽ cục ý là nó cũng sẽ giữ mức gluco bình thường này kia nọ, nó không có làm đẩy lên quá cao. Đúng không? Đó là chỉ là một cái trạng thái tập luyện bình thường của mình. Đó, trừ khi nào bình thường mình chạy ví dụ mức số 7, nay mình tiện đột ngột hứng lên chạy mức 10-12 là tự động cơ thể nó thay đổi khác. Mình chạy được xíu mình thấy mệt, mình sẽ thấy đuối, thấy căng thẳng liền, mà nó căng